Mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em đi ra đến văn phòng huyện về, đi qua quán đồ cũ. Hôm nay vì nó gần nên em đi xe đạp không đi ô tô. Trời mưa em chạy vào quán đồ cũ Tú, hai cái nó đối diện nhau luôn, rất là tiện. Thì hôm nay thì thấy ở đấy nó có nhiều trầm quá, nhiều súp quá, quay anh chị cô chú tham khảo toàn súp mới và đẹp quá. Tuy nhiên nó cũng khá đắt, ta xem để tham khảo là chính ạ. Còn mua thì có nhu cầu em vẫn mua thôi, nhưng mà nó thật là cũng đắt về cước. Nhưng mấy cái này thì nó nhỏ là ok này. Ok luôn này. Tính tí em về qua kia mua cái máy khoan cho mấy anh Kiên Thái Bình, khách khách sộp của em với lại mấy khách khác. Đây thì có mấy cái đồng hồ em quay cho quý vị coi. Đồng hồ Disney Time đẹp, quả lắc quý vị, rất là đẹp. Nói chung cái này thì cũng cũ rồi ấy, nhưng mà nó nhìn nó vẫn rất là mới so với cái niên đại của nó, chắc là em thấy vẫn là mới vì cái bề mặt này rất là đẹp. Cái này có 5 năm đoạn nhạc Melody Disney F-567 với kép này, đồng hồ trong tường có giá 5.500, tầm 1.1 triệu. Mốt thì cước con này nó rơi tầm nặng thế, về nào nó 2 triệu, nặng quá. Đây thì đồng hồ kiểu Mazda này, đồng hồ của hãng Mazda, toàn hình nhìn các cái mẫu xe của Mazda thời điểm sản xuất đồng hồ ấy. Mazda Kanto ấy. Mazda của vùng quanh Tokyo này. Còn giữa này có một cái nguyên đồng quý vị, Fancy Atlusian Media Leop CN 1928 nha quý vị nhé. Đây này nhé, của tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha đó. Nguyên đồng không quý vị, đồng không ấy. Mặt thành gương em gọi rồi. Phía sau nó không có gì cả, trong chỉ có một cái trống thôi đấy, không có gì hết. Này là phía trước đẹp không? Cái này thì đồng đồng không, nhưng giá nó rẻ, 700.000 chưa thuế nha quý vị, thuế gà nữa thì nó hơn chưa cước á, phát sinh ra một chút. Nó trong tầm với cái này nó to cồng cành, tổng cồng cành, nhưng mà cái cước gửi nó khá cao, nó về tầm 1.5 triệu. Quay đầu là có một em đồng hồ nguyên một đồng rồi. Đây em chụp cái này cho ông bạn xem, bạn em thích cái loại này, em chụp thử xem. Thì đây thì cái mấy em sút em quay quý vị cùng coi. Đây có hai em đàn ông DSW11, súp này là súp hơi nha quý vị, súp điện nha quý vị. Con này thì nó như nhau, nhưng không hiểu tại sao lại một thằng 5.000 và một thằng 6.000. Thằng 5.000 là vì cái góc này nó bị xước này đấy, thì nó lại hơn 1.000, nhìn thì khoảng 200.000 Việt Nam đồng á. Thì con này thì công suất 40W, bát thì là 12 cm, có hai cái, nó có ghi hai cái hình súp, có hai súp ở trên bên dưới với xuất lực là 104 dB, khá là khủng đấy, 40W. Đây em quay lại thì cùng xem cái ngoại hình nó rất là đẹp, gỗ rất là đẹp luôn. Đây, để em sẽ lật phía sau đó quý vị cùng coi nó. Đây là thông tin phía sau nha quý vị nhé. SDS-11 này, Made in China này. Đây 32W, nhưng mà sau thực tế họ lại ghi là 40W. 50-60Hz. 50-60Hz là tại vì sao? Tại vì ở nước Nhật ấy, thì nó có hai tần số của cái dòng điện. Ví dụ Việt Nam mình thì là 60Hz. Nhưng mà ở nước Nhật thì nó lại Việt Nam mình 50Hz, 60Hz thì vậy. Ở nước Nhật này thì nó lại là hai cái, là vì miền Bắc nó là 50Hz, nhưng miền Nam nó là 60Hz. Hz đấy. Đấy thì sinh ra vậy. Đây là ngoại quan của hai cái em súp này, em sẽ quay lại người ta đã. Còn bên này là có một bộ dàn mini luôn của Onkyo ED-M1A. Con này thì nếu không nhầm thì nó là súp hơi. Vẫn là súp điện vậy. Nó vẫn là súp điện với công suất 40W và đường kính của bát là 20
là 10, con này thì 10 thôi. Nhưng mà sắp đặt từ 20 đến 40W. Có cả đầu đĩa âm ly đi kèm và dây đầy đủ hết. Không. Ba loa con. Nhớ là một cái dàn 4.1. Còn bên này là một em Sony HTFS30 giá 8.800. À quên. Con kia này là 6.600, thì là 1.3 thôi. À, suốt này cũng nhẹ thôi, cũng nhẹ thôi. Còn đây một em Sony khá là khủng này. Không phải là khủng về về chất lượng hay là về giá mà là khủng về công suất, là suất lực cực đại đó là tới tận 266W thôi. Đấy. Của hai cái loa con đấy, hai cái loa con này và cái trầm mà riêng đây, hai cái loa con này đánh kèm dây phụ kiện này đủ hết các quý vị nhé. Hai cái loa này người ta ghi đây này là suất cực đại, đây là dàn 2.1. Đây là 3.1 bên 2.1, 2.1 suất cực đại của nó là tới 266W và cái súp riêng của nó là 134W rồi. Giữ thôi chứ. Đây, dây dây đi kèm là có dây quang này và dây cáp có hết đẹp. Ủa, à, cũng nhẹ không nặng đâu quý vị, mình cước không đáng kia không đáng quan ngại lắm. Đây là một em loa Yamaha công suất 14W NX50 này, thì loa vi tính thì đẹp. Cái này cũng là một em Yamaha TSS10 2002 giá 5.500, cả cái âm ly này và cái năm con con một cái dàn 5.1 năm cho 5.1 năm loa con một súp và một cái âm ly này, nguồn dây nhựa đầy đủ hết. Nó này thì là một cái loa vi tính thôi. Công suất là 18W tối đa của cái súp và cái loa con là 6W, nhưng mà thực tế là năm loa này nó hát cũng thoải mái, một cái phòng 20-30 mét vuông cũng thoải mái để nghe. Mấy cái này thì tất nhiên là sản xuất China rồi. Em quay quý vị thấy còn rất ta biết là nó là sản xuất China rồi. Còn ở đây là một bộ cái tiếp loa vi tính này thì Việt Nam bán đầy vài trăm nghìn. Cái này 2015 2002 450.000, Việt Nam bán rẻ cái này luôn. Đây một cái gì đây? Yamaha ISP 2002 giá là 11.000, khoảng tầm 2 triệu 3 vậy, 2 triệu 2 vậy. Sản xuất 2010. Cái này thì nó thiếu một cái mic đi kèm. Còn điều khiển và cái dây thì đầy đủ hết. Ngoài trên có mấy loa tivi Yamaha, bên này súp Yamaha YTS với 150 này. Trước khi nhớ có anh nào hỏi em ấy, con này nhưng mà to quá, to lắm, to cao cả mét rồi đấy. Công suất thì 120W này, nhắc thử quả trời nó nặng lắm, một tay nhắc không nổi luôn. Đây sao tút 10 cái này nằm đây lâu quá rồi, đắt quá rồi, ngoài mua 13 triệu. Cái này đàn ông DTS 311, con này có màn hình hiển thị LCD trên này khá là đẹp. Còn nó giá là 1.1 triệu nha quý vị nhé, đây là trong sản xuất 2010. Công suất tối đa là 60W và cái súp là 20W. Con này thì gì đây, Sony HTS350 và 19.800, tầm 4 triệu. Công suất tối đa của nó là 240W khi kết hợp với loa, còn một cái mình súp của nó không là 100W này. Giờ này có mấy cái loa đường nông cái nữa. Ở đây có một cái Columbia này thì em quay quý vị, còn mấy cái này thì lo con này em không quay nữa, còn kêu này không quay nữa. Đây có một cái DVD karaoke nha quý vị nhé, của thằng Columbia này. Cái này khá là hấp dẫn này. Nó rất là nhẹ thôi, nó không quá nặng so với kích thước. Nó thì CDV 550 Columbia karaoke xuất 2007.
Đấy, thì nó có đi kèm hai cái mic này trên này. Đấy. Ngoại hình nó rất là đẹp, có đầu băng cassette này. Đấy, có mic 1, mic 2 vào đây này, nguồn đây này, bên đây là loa. Đấy, đây này chỉnh âm của cái karaoke mode này, khá là hay. Và ra về đi kèm và cái mic đi kèm. Con này thì không biết là sản xuất ở đâu, để em sẽ quay ra sản xuất đâu quý vị coi. Thì đây quý vị, nó vẫn là sản xuất ở đến người hàng xóm, người anh em của nước ta, 416 chữ vàng, Made in China, 44W. Đấy là một em Columbia quý vị nhé, điện 100V 44W, karaoke, mic đi kèm, cassette, loa, này khá là hấp dẫn. Còn xung quanh này thì cũng có mấy em to hoác, em ngại quay lắm, to quá. Như này, bên này có mấy con Yamaha YT205 150W này, to đùng này. Giá thì 2 triệu này. Em lấy nét rồi, vì coi dễ, em quay một điện thoại. Cái này thì Yamaha FKF90 này, 100W, to chả bá lửa luôn. Cái này con Kyo này, à con này con triệu rưỡi, hơn triệu rưỡi. Con này là Yamaha FPK50 này, bass 18 này, con này là bass 18-20 hết này. Ba con này, trừ con Onkyo này nhỏ thì không nói, là ba con to này. Con Yamaha FPK50 thì bass là 18cm và công suất xuất lực là 60W. Giá mới là 43.000, tương đương khoảng tầm 9 triệu. Cũng bây giờ là 1.500.000 là chỗ mốt nha quý vị nhé. Cho kể cước về Việt Nam đi đường biển thì 105.000 một cân, nó vòng 2 tháng về Việt Nam. Còn cước đi hàng không thì 190.000 10 ngày về Việt Nam. Thì đấy, bên em cũng kiêm luôn dịch vụ gửi hàng luôn quý vị luôn, nên quý vị yên tâm. Mua qua em hàng sẽ về an toàn luôn. Đấy, thì em xin tạm dừng cái video mấy con súp này đây. Hẹn gặp lại quý vị anh chị cô chú trong các video lần sau ạ.